Dựa trên chẩn đoán hình ảnh, ví dụ như bệnh nhân có tổn thương dây chằng chéo trước ở mức độ tổn thương không hoàn toàn, mất liên tục khoảng dưới 50% dây chằng chéo trước, thì chúng ta biết dây chằng chéo trước là dây chằng mà thường hay tổn thương ở giữa dây chằng, do vấn đề là dây chằng chéo trước thường là hẹp lại ở cái giữa, đoạn giữa của dây chằng, nên cái phần đấy là phần rất hay bị tổn thương. Và một cái nữa là chúng ta thấy là có những bệnh nhân là gì, có tổn thương hoàn toàn rất thật, hoặc là có những bệnh nhân chỉ tổn thương không hoàn toàn trên 50% thôi, đúng không ạ? Chính vì thế cho nên là chúng ta, câu hỏi đặt ra, có những bệnh nhân khi mà bị đứt bán phần, khi mà đứt bán phần dây chằng chéo trước, nhiều bệnh nhân lo lắng lắm khi gặp tôi hay là gặp các bác sĩ phẫu thuật, thì cứ băn khoăn là không biết là có nên phẫu thuật hay là chưa phẫu thuật, hay chờ khi nào nó đứt hoàn toàn thì phải phẫu thuật. Những câu hỏi đấy là thường xuyên, nếu chúng ta gặp, nếu chúng ta thường xuyên chúng ta ngồi phòng khám, chúng ta gặp các bệnh nhân đấy, đứt dây chằng chéo trước, thì chúng ta sẽ phải trả lời cho họ làm thế nào để đưa ra những cái biện pháp tốt nhất cho bệnh nhân. Thì có một số các nghiên cứu rất là dài hơi, rất là dày công để nghiên cứu về đứt dây chằng chéo trước mà chỉ đứt bán phần thôi. Thì liệu có cần phải mổ hay không, đúng không ạ? Hay là điều trị bảo tồn? Thì người ta thấy rằng là những cái bệnh nhân này, cái nghiên cứu do Fotio và cộng sự năm 2015 nghiên cứu thì thấy rằng là những bệnh nhân mà đứt bán phần dây chằng chéo trước thì điều trị bảo tồn bằng phục hồi chức năng đấy, thì có chức năng khớp gối vẫn ở mức đạt yêu cầu. Tuy nhiên hầu hết đều có vấn đề giảm đáng kể cái mức độ hoạt động và cái mức độ mà trở lại các hoạt động trước chấn thương là bị giảm, và nguy cơ lên đến 40% là bị đứt hoàn toàn, tiến triển đến đứt hoàn toàn dây chằng chéo. Hoặc có những cái nghiên cứu liên quan đến là chương trình phục hồi chức năng không cần phẫu thuật mà chỉ chú ý vào điều trị làm tăng cái sức mạnh của cơ hamstring, cơ tam đầu đùi đó. Làm thế nào để cho cơ hamstring có sức mạnh lớn hơn hoặc bằng sức mạnh của cơ tứ đầu đùi, thì cái vấn đề là gì ạ? Bệnh nhân có thể quay trở lại với thể thao cao hơn là những bệnh nhân mà có sức mạnh cơ hamstring kém hơn sức mạnh cơ tứ đầu đùi. Mặc dù những bệnh nhân này, khi nghiên cứu 24 bệnh nhân đứt dây chằng chéo trước, thì mặc dù là những bệnh nhân này có cái tỷ lệ mất ổn định ở phía trước của gối rất là lớn, tuy nhiên người ta thấy rằng là không có một cái sự khác biệt nào đáng kể với tình trạng thoái hóa hay là mất về tầm vận động. Đa số bệnh nhân là tham gia được một số các môn thể thao, và chiếm đến 59% là bao gồm có 14 bệnh nhân ấy, trở lại cái mức độ tham gia các môn thể thao đầy đủ giống như là trước khi chấn thương. Một nghiên cứu dài hơi nữa, đó là nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng 10 năm diễn ra từ năm 1996 cho đến năm 2006. Người ta tổng kết, người thấy rằng trong 832 bệnh nhân đứt dây chằng chéo trước thì có đến 54% bệnh nhân chấn thương dây chằng chéo trước có phối hợp với cả chấn thương với sụn trên, chấn thương tổn thương sụn khớp, rồi dây chằng khác hoặc các yếu tố khác.
Còn lại là 46% bệnh nhân chỉ có tổn thương ACL, dây chằng chéo trước thôi. Thì người ta nghiên cứu, người ta thấy rằng là đến 20%, gần một nửa đấy, gần một nửa số bệnh nhân, là 20% tổng số bệnh nhân ấy, thì có khả năng là phục hồi chức năng một cách rất là tốt và có thể quay trở lại hoạt động không cần phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước. Đấy là những cái mà thông tin để chúng ta có thể khi ngồi phòng khám, khi gặp các bệnh nhân, chúng ta giải thích cho bệnh nhân để bệnh nhân hiểu. Vậy vẫn là một câu hỏi, khi nào thì chúng ta cần phải chỉ định phẫu thuật đứt dây chằng chéo trước? À, có những bác lớn tuổi, có những bệnh nhân già, cao tuổi, khi bị đứt dây chằng chéo trước, do vô tình bệnh nhân bị đau khớp, đi chụp cộng hưởng từ thì thấy có đứt dây chằng chéo, gặp chỗ chúng tôi, đúng không ạ? Thì cũng hỏi và rất lo lắng về vấn đề là liệu tôi có cần phải phẫu thuật không? Tôi thì rất sợ. Thì chúng ta phải, bao giờ nguyên tắc là chúng ta phải hỏi cái mục tiêu bệnh nhân muốn gì. Tôi vẫn dạy, tôi vẫn thường nói với cả các bạn học viên của tôi, các bạn học viên sau đại học hay các bạn sinh viên, làm gì cũng phải có mục tiêu. Làm bất kể vấn đề gì, chúng ta đều phải đặt mục tiêu. Vì vậy khi bệnh nhân gặp với chúng ta, chúng ta khám, thăm khám, chúng ta cũng phải đề ra các mục tiêu điều trị cho bệnh nhân. Tuy nhiên, chúng ta không được quên vấn đề chúng ta phải hỏi xem bệnh nhân muốn gì hay mục tiêu của bệnh nhân là gì. À, những bệnh nhân trẻ tuổi đấy, họ có những nhu cầu hoạt động để làm thế nào để có một cái gối vững để hoạt động, chơi thể thao tốt. Hay những bệnh nhân mà có những cái hoạt động bậc một, ví dụ như là đá bóng, chơi bóng rổ, bóng chuyền, hay hoạt động bậc hai, ví dụ như trượt tuyết, lao động chân tay, lao động nặng. Hoặc là những bệnh nhân có kèm theo các tổn thương phối hợp, thì ví dụ như là tổn thương dây chằng bên trong hay dây chằng bên ngoài hay sụn trên. Những bệnh nhân như thế, chúng ta nên đưa ra mục tiêu và khuyên bệnh nhân tham gia vào phẫu thuật dây chằng chéo trước. Còn những bệnh nhân mà chỉ cần hoạt động nhẹ nhàng thôi, ở trong văn phòng thôi, ngồi văn phòng thôi, không cần phải hoạt động quá nhiều, thì lúc đấy thì chúng ta cân nhắc, những người lớn tuổi chúng ta cũng cân nhắc về vấn đề chỉ định phẫu thuật cho bệnh nhân đứt dây chằng chéo. Có một câu hỏi nữa cũng đặt ra với chúng ta, khi bị đứt, chẳng may chơi thể thao đứt dây chằng đấy, lo lắng lắm, chân tự nhiên nó cứ sưng vù vù lên, đúng không ạ? Đau nữa, hạn chế vận động nữa, phải cho tôi đi mổ ngay, có đúng không? Lúc này chúng ta cần phải chú ý những bệnh nhân nào thì phải đi phẫu thuật, những bệnh nhân nào thì khi nào phẫu thuật và khi nào thì chúng ta tạm hoãn lại, chưa phẫu thuật vội. Và theo các nghiên cứu, người ta thấy rằng là những bệnh nhân mà tham gia các hoạt động bậc 1, bậc 2, ví dụ như tham gia chơi bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền hay trượt tuyết, thì thông thường cái thời điểm từ lúc bị cho đến lúc phẫu thuật là 4 tuần, sau 4 tuần. Thế còn những bệnh nhân hoạt động bậc 3, bậc 4, đó là hoạt động lao động phổ thông, chạy nhảy hay hoạt động nhẹ nhàng, ngồi văn phòng, thì không cần phải đi mổ ngay đâu, cứ trên 6 tuần. Hoặc là thời gian có thể du di đến tận 3 tháng, chúng ta cũng có thể mới cần phải đi phẫu thuật. Lúc đấy chúng ta sẽ làm thế nào? Trong cái thời gian đấy thì chúng ta đến gặp các bác sĩ phục hồi chức năng để cải thiện vấn đề sưng nề, vấn đề viêm, vấn đề liên quan đến xuất huyết, máu tụ, cải thiện về vấn đề tầm vận động chủ động, cải thiện về vấn đề teo cơ hay là tăng sức mạnh của cơ đùi.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các kỹ thuật cơ bản để tạo đường hầm trong phẫu thuật đứt dây chằng chéo trước bằng nội soi. Có 3 cái kỹ thuật cơ bản trong phẫu thuật nội soi của khớp gối. Thì cách đây khoảng 30 năm thì cái vấn đề phẫu thuật nội soi thì đã được rất là thịnh hành ở nước ta, đúng không ạ? Đã được làm rất là nhiều. Và có 3 cái kỹ thuật cơ bản. Kỹ thuật thứ nhất đó là kỹ thuật tạo đường hầm xương đùi từ ngoài vào, hay người ta còn gọi là kỹ thuật outside in. Một tên nữa khác là kỹ thuật hai đường rạch da. Kỹ thuật thứ hai đó là tạo đường hầm xương đùi từ trong ra, là inside out. Và kỹ thuật thứ ba mà hiện nay ở tại Bệnh viện Việt Đức được các phẫu thuật viên sử dụng cho bệnh nhân, đó là tạo, thường sử dụng cho bệnh nhân, đó là tạo đường hầm tất cả từ bên trong, là on inside. Thế thì cái kỹ thuật tạo đường hầm từ ngoài vào là outside in, hay còn gọi là kỹ thuật hai đường rạch da. Thì thường cái đường rạch da thứ nhất mất hai cái đường, và thường người ta cũng không thích lắm, bây giờ người ta không dùng, không chuộng nữa, đó là phía trước để tạo cái đường hầm xương chày. Và đường thứ hai, đường rạch thứ hai đó là phía ngoài đùi để tạo đường hầm xương đùi. Thế thì chúng ta biết rằng là gì ạ? Một cái kỹ thuật mà phải có hai đường rạch da, thời gian phẫu thuật dài và hậu phẫu đau, thì người ta sẽ chuyển sang các kỹ thuật khác để tốt hơn, đó là kỹ thuật rạch da, kỹ thuật tạo đường hầm xương đùi từ trong ra, là inside out. Đây là kỹ thuật cũng được dùng khá phổ biến trước khi cái kỹ thuật 3 ra đời, đó là kỹ thuật một đường rạch da, gọi là kỹ thuật single incision technique, tạo đường hầm mâm chày và sau đó thì tạo đường hầm xương đùi từ trong ra. Cái kỹ thuật thứ ba mà hiện nay tôi đã từng nói là đã được các bác sĩ phẫu thuật viên ưa chuộng, đó là kỹ thuật on inside, đó là tạo đường hầm tất cả từ bên trong. Đây là kỹ thuật mà người ta gọi là xâm lấn tối thiểu. Người ta chỉ có là khoan từ trong ra tạo một cái đường hầm xương đùi và xương chày. Đây là cái đường hầm cụt, nó không như các đường hầm khác, đúng không ạ? Vậy đây là xâm lấn tối thiểu, cho nên là bệnh nhân ít đau, mổ xong rất là thoải mái, và các mảnh ghép thì ngắn và đường kính của cái mảnh ghép thì có thể tăng được, đúng không? Và người ta dùng vít để bắt ngược từ trong ra, hoặc là sử dụng những cái phương tiện cố định treo ra ngoài vỏ xương. Kỹ thuật này rất được ưa chuộng. Và cũng xin nhấn mạnh với các anh chị rằng là gì ạ? Chúng ta biết dây chằng chéo trước có hai bó chính, còn có tác giả nói là 3 bó, tuy nhiên bó trước trong và bó sau ngoài đấy. Tuy nhiên là cũng có phẫu thuật viên người ta sẽ phẫu thuật làm 2 bó, nhưng hiện nay đa số người ta thường hay phẫu thuật là chỉ sử dụng 1 bó thôi, làm 1 bó thôi để cho nhanh. Thêm các mảnh ghép mà người ta sử dụng cho bệnh nhân, mảnh ghép thì có 3 cái loại mảnh ghép chính, đó là vật liệu tự thân của chính bệnh nhân. Nó sử dụng gân bánh chè, gân cơ chân ngẫm, hiện nay chủ yếu là làm gân cơ chân ngẫm. Thế còn gân bánh chè thì trước đây hay làm, và hiện nay cũng ít làm hơn, bởi vì sao? Người ta sợ lại tổn thương đến gân bánh chè thì thường hay làm cho bệnh nhân đi gối nó không được vững, hay có thể gây viêm gân bánh chè, viêm xương bánh chè. Rồi cái mảnh ghép thứ hai đó là vật liệu đồng loại, tức là người ta lấy vật liệu của người cho. Cũng có rất nhiều đề tài làm về cái nghiên cứu về đứt dây chằng chéo trước mà sử dụng vật liệu đồng loại bằng gân cơ bán gân, gân cơ thon hay gân bánh chè. Và cái thứ ba là vật liệu tổng hợp. Thì 3 cái loại mảnh ghép này thì các phẫu thuật viên tôi thấy vẫn ưa chuộng
cái mảnh ghép đầu tiên, đó là vật liệu tự thật.